Tại Đồng Tháp, giá lúa OM18 và đài thơm 8 đã tăng trở lại từ 6.400 đồng lên 6.800 đồng 1 kg. Các loại lúa thường như IR50404 vẫn có giá từ 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Thương lái đến thu mua cần lúa ngay khi nông dân cắt xong.